Và sau đây, Minh Điệp xin trình bày nhạc phẩm Paris có gì lạ không em? Thơ của Nguyễn Sa và phổ nhạc của nhạc sĩ Ngô Thị Minh. Dòng sông trắng là áo sương mù hay áo anh, em sẽ cầm lấy đôi bàn tay tóc em, anh sẽ gọi là mây. Ngày sau được nhìn mây trắng bay, Paris có gì lạ không anh? Mai em về mặt vẫn lạnh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cô. Xuân hoa lá vương đầy ngõ, anh có tìm em trong cánh chim. Paris có gì không anh? Mai em về bên sông Sen, em về giữa một dòng sông trắng là áo sương mù hay áo anh, em sẽ cầm lấy đôi bàn tay tóc em, anh sẽ gọi là mây. Ngày sau hai đứa mình trăng bay, Paris có gì lạ không anh? Mai em về mặt vẫn lạnh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cô.